Nghệ, xin mời toàn thể đạo tràng cùng chào đón ra sân khấu câu lạc bộ văn hóa văn nghệ xóm Tây Thành với Yên Chùa. Và sau phần biểu diễn. Bút ba khắp nẻo xương trần, nghe con về với cửa nhân cõi thiền. Bỏ lo âu, bớt yêu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Xin được cảm ơn.